Thưa anh chị em, sau nhiều năm giảng dạy Kinh Thánh, tôi thấy một trong những lý do mà người Việt Nam mình khi đọc Kinh Thánh cảm thấy khó hiểu là bởi vì Kinh Thánh được viết trước hết là cho người Do Thái và gắn với lịch sử của Do Thái. Thành thử ra cái khó ở đây nó không chỉ là ngôn ngữ mà còn là văn hóa, là lịch sử, những câu chuyện, những điển tích. Và mình không biết những câu chuyện, những điển tích, những biến cố lịch sử đó. Thành thử ra nhiều khi mình cảm thấy nó lúng túng, khó hiểu. Cũng giống như là người Việt Nam chúng ta tự hào về truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Nhưng nếu anh chị em và tôi, mình không biết một số điển tích về văn học, thì có thể khi mình đọc truyện Kiều, mình không có cảm nhận được cái vẻ đẹp của truyện Kiều như những người người ta hiểu biết điển tích đó. Một ví dụ cụ thể là cái câu chuyện Tin Mừng mà Thánh Gioan kể cho chúng ta nghe hôm nay. Thánh Gioan Tẩy Giả đang đứng với hai môn đệ, thấy Chúa Giêsu đi ngang qua. Thánh Gioan mới nói, đây là chiên Thiên Chúa. Giả như tôi hỏi anh chị em là, anh chị em nghe cái từ chiên Thiên Chúa có quen không? Thì chắc anh chị em sẽ nói với tôi là quen lắm, bởi vì lần nào đi lễ cũng đọc ba lần cứ lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, đúng không? Rồi sau đó linh mục chủ sự thánh lễ còn nâng cao mình Thánh Chúa mà đọc, đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nghe quen lắm. Thế nhưng giả như tôi hỏi thêm một câu nữa, thế thì chiên Thiên Chúa nghĩa là gì? Anh chị em bắt đầu lúng túng rồi đó. Nghe quen lắm, nhưng mà hỏi nghĩa là gì là bắt đầu mình thấy lúng túng rồi. Sở dĩ tôi hỏi vậy là bởi vì đã từng có nhiều giáo dân hỏi tôi mà, chiên Thiên Chúa là gì hả cha? Đấy, mà muốn hiểu cái ý nghĩa của từ rất quen thuộc chiên Thiên Chúa ở đây, thì chúng ta lại phải nhớ lại lịch sử của dân Do Thái, và đặc biệt là nhớ tới biến cố trung tâm trong lịch sử đó, tức là cuộc xuất hành của người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thành thử đó, khi giảng cho anh chị em, thỉnh thoảng tôi nhắc lại những cái câu chuyện lịch sử trong Cựu Ước đó, là mục đích là vậy, để chúng ta hiểu rõ hơn. Thế thì ở đây mình nhớ đến cái câu chuyện về cuộc xuất hành. Lúc bây giờ người Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập, Thiên Chúa nhìn thấy nỗi khổ cực của họ và Chúa quyết định là Chúa can thiệp để giải phóng, làm cho họ trở thành những con người tự do chứ không phải nô lệ. Chúa mới sai ông Mô-xê đến nhiều lần gặp vua Pharaô của Ai Cập, nhất định ông không cho đi. Mô-xê làm bao nhiêu là phép lạ cũng không chịu. Thế rồi cuối cùng Chúa mới quyết định can thiệp bằng một cách rất là mạnh mẽ. Chúa nói với Mô-xê là về nói với dân của người, mỗi gia đình giết một con chiên, lấy máu chiên bôi lên trên thành cửa, thịt chiên thì ăn. Rồi đêm hôm đó Chúa đi ngang qua đất Ai Cập, các con đầu lòng trong gia đình Ai Cập nó bị chết, còn trong những gia đình Do Thái có dấu máu ở trên cửa, con đầu lòng của họ không chết. Pharaoh của Ai Cập ông ấy thấy như vậy thì ông sợ quá sức, cho nên ông ấy giục giã Mô-xê là hãy đưa dân ngươi ra khỏi đây ngay.
Thế là Môi-se đưa toàn dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập, bắt đầu một hành trình tự do để tiến tới miền đất mà Chúa hứa ban cho họ, chứ không còn làm nô lệ bên Ai Cập nữa. Và cái biến cố này hết sức quan trọng đối với họ, cho nên hàng năm họ đều mừng lễ vượt qua và giết chiên vượt qua để tưởng nhớ cái biến cố quan trọng này. Thế anh chị em hỏi tôi, vậy thì nó có liên quan gì đến Chúa Giê-xu được giới thiệu là chiên Thiên Chúa? Có liên quan đấy. Bởi vì trong tin mừng theo Thánh Gioan mà hôm nay chúng ta đọc ở chương 1 đó, nếu chúng ta đọc tiếp cho tới chương 19, tức là gần hết tin mừng của Thánh Gioan, thì Thánh Gioan kể cho chúng ta nghe về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu và cái chết của Chúa trên thánh giá. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá đúng vào lúc người ta giết chiên vượt qua trong đền thờ. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 trong một tác phẩm thần học nổi tiếng, Ngài nói thế này: Chúa Giê-xu bị giết chết đúng vào lúc người ta giết chiên vượt qua trong đền thờ. Chúa Giê-xu là chiên vượt qua đích thực, mà những con chiên người ta sát tế trong đền thờ chỉ là hình bóng báo trước mà thôi. Để giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa cái chết của Chúa trên thánh giá, nhờ máu của Chúa đổ ra trên thánh giá mà chúng ta đây này được giải thoát khỏi nô lệ, không phải là nô lệ Ai Cập mà là nô lệ tội lỗi, và bắt đầu bước vào một hành trình của con người tự do để đi tới một miền đất hứa, không phải là một miền đất, một lãnh thổ nào trên trần gian này mà là nước trời. Thế cho nên khi Thánh Gioan giới thiệu về Chúa Giê-xu, đây là chiên Thiên Chúa, cái lời giới thiệu có nghĩa là đây là đấng đổ máu mình ra để giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi, làm cho họ trở thành con người tự do và dẫn họ đến sự sống nước trời. Và như thế chúng ta mới hiểu tại sao mà cái lời giới thiệu này nó quan trọng, và mới hiểu tại sao mà chúng ta đọc 3 lần cái câu lạy chiên Thiên Chúa mỗi khi dâng thánh lễ và trước khi rước lễ. Thế bây giờ Chúa Giê-xu quan trọng như vậy là chiên Thiên Chúa, nhưng mà làm sao tôi biết để tôi tin vào Chúa Giê-xu đây? Các bài kinh thánh ở trong thánh lễ hôm nay, thưa anh chị em, nhấn mạnh đến cái việc giới thiệu. Chẳng hạn như ở trong bài đọc thứ nhất kể chuyện về cậu bé Samuel, một câu chuyện rất là hấp dẫn. Ngủ ở trong đền thờ rồi thì nghe tiếng gọi Samuel, mà cậu bé đâu có biết là Chúa gọi đâu, chỉ nghĩ là ông thầy cả Eli ông gọi mình thôi. 3 lần như vậy, chỉ đến khi mà thầy cả Eli hướng dẫn con đi ngủ đi, và nếu con còn nghe tiếng gọi đó nữa thì con quỳ xuống mà thưa lạy Chúa: này con đây, xin Chúa phán, tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Anh chị em thấy không, phải có sự giới thiệu hướng dẫn của ông Eli thì Samuel mới biết chứ. Ở trong bài tin mừng thì cũng vậy thôi. Andre là anh của Phêrô và là một trong 12 tông đồ của Chúa Giê-xu sau này, ông đâu có biết Chúa Giê-xu là ai. Ông đứng đó, Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ vào Chúa Giê-xu mà nói: đây là chiên Thiên Chúa. Ông mới đi theo Chúa chứ. Rồi sau đó ông về, ông lại giới thiệu cho em mình là Phêrô,
Thành thử ra Đức Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh Công Giáo chúng ta biết đến Chúa Giêsu là cũng nhờ ông anh ông giới thiệu ấy nhé. Sự giới thiệu quan trọng lắm. Chứ tôi xin hỏi anh chị em, có ai ở trong nhà thờ để biết và tin vào Chúa Giêsu mà không cần người nào giới thiệu không? Tự mình biết không? Có. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều được giới thiệu mới biết Chúa thôi à. Phần lớn anh chị em ngồi ở đây, chúng ta được sinh ra trong các gia đình Công Giáo và chính cha mẹ của mình giới thiệu Chúa cho mình và hướng dẫn mình để sống đời sống đạo đức, để tuyên xưng đức tin vào Chúa từ khi mình còn nhỏ. Và trong nhà thờ này cũng có thể có một số anh chị em không có sinh ra trong gia đình Công Giáo, nhưng mà sau này mới trở thành người Công Giáo, mới biết và tin vào Chúa Giêsu, cũng là nhờ sự giới thiệu của một ai đó. Người ai đó có thể là thầy giáo, cô giáo của mình, ai đó có thể là một người bạn cùng làm việc với mình, ai đó có thể là người yêu của mình nữa, để mình mới biết và tin vào Chúa chứ. Luôn luôn chúng ta nhờ sự giới thiệu của người khác. Thế thì đến lượt mình cũng phải giới thiệu cho người khác. Và đó là bổn phận. Và trước hết á, hãy thi hành bổn phận đó trong gia đình của anh chị em. Các bậc làm cha mẹ ngồi đây, giới thiệu Chúa cho con cái của mình. Tôi đọc tiểu sử của ba Đức Giáo Hoàng gần đây nhất, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi đều thấy có một điểm chung là các ngài nói đến đời sống đức tin của cha mẹ, của ông bà là gương mẫu cho các ngài. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị chẳng hạn, đó là mẹ chết sớm lắm, nhưng mà người cha một mình nuôi hai đứa con, và ông là một người tín hữu mẫu mực, để lại một ấn tượng rất mạnh cho người con sau này trở thành giáo hoàng. Đức Benedicto 16 cũng vậy, cha mẹ Công Giáo rất đạo đức, và ngay cả cái chuyện mà ngài đi tu để rồi làm linh mục rồi sau này làm giáo hoàng, ngài cũng nói là do sự nâng đỡ khuyến khích của cha mẹ. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ đó, thì ngài hay nhắc tới bà ngoại, gương mẫu của bà ngoại, lời khuyên của bà ngoại. Cho nên vai trò của các bậc cha mẹ nó quan trọng lắm. Tôi nói với anh chị em nhiều lần, giáo hội Công Giáo có phát triển hay không là từ gia đình của anh chị em đấy. Gia đình Công Giáo mà các bậc cha mẹ không còn giữ đạo nữa, không còn ý thức là mình phải thông truyền đức tin cho con cái của mình nữa, thì thưa anh chị em, sẽ không còn ơn gọi linh mục tu sĩ đâu, và cũng sẽ không có các Kitô hữu nhiệt thành đạo đức đâu. Chúng ta nhìn ra bao nhiêu nước phương Tây thì thấy trước mắt tấm gương cho mình. Cho nên gia đình của anh chị em là quan trọng lắm. Và cùng với đời sống gia đình thì cái đời sống thường ngày của chúng ta, cho dù khó khăn nhưng mà mình cố gắng để sống theo lời Chúa dạy, thì chính đời sống đó có thể trở nên lời giới thiệu về Chúa cho anh chị em chung quanh. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay có một câu thế này: họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Chúng ta quy tụ ở đây giang thánh lễ là chúng ta ở lại với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết ở lại với Chúa thường xuyên, gặp gỡ Chúa thường xuyên. Càng ở lại với Chúa và gắn bó với Ngài sâu sắc bao nhiêu, thì chúng ta càng có khả năng giới thiệu anh chị em của mình đến với Chúa là đường của sự thật và đường dẫn đến sự sống muôn đời. Amen.